theo quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, phía Tây Nam thủ đô sẽ trở thành trung tâm kinh tế trọng điểm của thành phố và được đầu tư mạnh mẽ về cơ sở hạ tầng. Trong đó, trục đường Đại lộ Thăng Long thu hút nhiều người mua và giới đầu tư bất động sản. Các dự án căn hộ cao cấp, tòa văn phòng, căn hộ tại đây được nhóm khách hàng đánh giá cao bởi vị trí đắc địa, thuận tiện cho sinh hoạt và làm việc. Bên cạnh đó, khu vực Tây Hà Nội cũng hoàn thiện nhiều tiện ích với hệ thống chợ, trung tâm thương mại, vui chơi giải trí. Cái khu chung cư này thì nó nằm trong cái trung tâm của cái khu đô thị An Khánh này, là khu tự hiện đại và nó gần với là Vinhome, nó gần với Cityplaza, rồi gần với là Đại lộ Thăng Long, rồi gần với cái Thiên đường Bảo Sơn, rồi là gần với cái ngã ba Lê Trọng Tấn với Thăng Long, nó rất thuận tiện về giao thông. Sau này ấy, thì tôi thấy rằng là nó sẽ là cái giao thông được thuận lợi hơn, là bởi vì là cái xu hướng của thành phố, của thủ đô sẽ phát triển về phía Tây, cho nên có cả đường sắt trên cao, rồi thì về các trường học được rồi phát triển hơn và các dịch vụ thì nó rất là đầy đủ. Các chuyên gia nhận định những khu vực có hạ tầng giao thông hoàn thiện có tiềm năng phát triển bất động sản. Việc quy hoạch mở rộng các tuyến đường huyết mạch khu vực phía Tây Hà Nội đã tạo điều kiện thuận lợi cho bất động sản phát triển. Khu vực phía Tây thì đây là một trong những cựu thành phố và được đầu tư phát triển rất mạnh trong những năm gần đây. Về vị trí dự án thì nó nằm trên cái mặt đường Đại lộ Thăng Long. Đấy thì đi về trung tâm thành phố ở đây là đường vành đai 3 chỉ mất 6 km. Trong tương lai gần thì có các cái chuỗi đô thị dọc cái tuyến Đại lộ Thăng Long. Nó sẽ hình thành nên một khu cộng đồng dân cư phát triển rất là mạnh mẽ và phù hợp với những cái phát triển của xã hội hiện đại. Và ở đây thì với cái mức giá căn hộ rất là hợp lý so với cái giá bán ở trong các trung tâm nội đô, cho nên nó phù hợp với rất nhiều các cái nhu cầu của khách hàng. Thay vì chọn những căn nhà trong khu vực dân cư với ngõ ngách chật chội, bất tiện, người mua nhà hiện nay có xu hướng chọn đất khu vực phía Tây Hà Nội là một biện pháp tối ưu. Tại đây sẽ phục vụ nhu cầu sống của tất cả các thành viên trong gia đình. Từ đó có thể thấy khu vực phía Tây Hà Nội sẽ trở thành một xu hướng trong tương lai không xa.